Dạ. Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham ma giá, Nam mô Sang kha giá. Con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ, xin kính chào quý học viên. Đã đến giờ vào lớp học, kính xin tất cả tắt âm thanh, trang nghiêm thân khẩu ý, hướng tâm vào thời kinh lễ bái Tam Bảo. Dạ xin mời chị Tịnh Hạnh thay mặt lớp tụng kinh Tam Bảo, dạ, xin mời chị. Dạ. Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham ma giá, Nam mô Sang kha giá. Con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ, xin kính chào cô chú học viên trong room. Con xin thay mặt lớp tụng kinh Tam Bảo. Sakhe kame cha rupe giri sikhara ta te chan ta li khe vi ma ne ni me ra te cha ga me ta ru anaga ha ne ge ha wa thum hi khe te phom ma cha yan tu de wa cha la tha la vi sa me ra kha gan tha pa na ga ti than ta san ti ke yang mu ni wa ra wa cha nang sa Ô mê sơ nan tu tham ma sa va na ca lo a yam pha đan ta tham ma sa va na ca lo a yam pha đan ta tham ma sa va na ca lo a yam pha đan ta nam mô ta sa pha ga va to a ra ha to sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga va to a ra ha to sam ma sam bu tha Sang khan cha đô vi tha ta mang sang khe yo kha le to do so sang kho kham ma tu
Quan đa mê chế thi yang sa băng sa ba tha nê sa ba tê thi tăng sa ri ri ca tha tu ma ha bồ thình bồ tha rô băng sa ca lăng sa đăng sam bồ thê a tha vê san cha đô đa san cha sa ha sa kê băng cha sa ta sa ha san ni na ma mê si ra sa a hăng tê สาธุสาธุ
Sa thú, sa thú. Thời kinh Tam Bảo đã tụng xong, kính mời giảng sư Tinh Tuệ Từ Bi hoan hỷ giảng dạy bài học Bali ngày hôm nay. Dạ, chúc lớp có buổi học pháp an vui. Dạ, con kính dương mít đến sư ạ. Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Thầy. Xin chào lớp. Dạ, hôm nay nặng lễ sư ạ. Dạ, giờ hôm nay mình sẽ học bài tiếp bài số 14, phần bài tập còn lại đó là phần tiếng Việt dịch sang Pali. Thì nhờ cô đang đưa dùng cái bài tiếng Việt lên để cho lớp tập dịch. Không biết hôm trước biết là mình có dịch chưa? Thưa thưa sư, các khánh có vô lớp rồi sư. Các khánh mở file rồi sư. Khánh hỗ trợ cho lớp bây giờ nó mở xem phần tiếng Việt dịch sang Pali đi. Vậy là hôm trước mình chưa sửa câu nào phải không? Giờ mỗi người chọn một câu đi. Phần này thì chỉ là bài tập căn bản. Thì sao nếu mình học lại tiếng 2 thì mình học luôn phần bài tập nâng cao. Thì này thì mình sửa cho xong bài tập căn bản tí, để phần bài tập căn bản này cũng là phần mới mà hồi đó mình cũng chưa làm. Sư con xin làm câu số 2 à. Ủa? Đâu phải bài này Khánh? Bài 14 anh Khánh. Dạ, đúng bài 14 rồi sư. Bài 14. Bài 14 mà tiếng Việt đó Khánh ạ. Tiếng Việt đó các Khánh. Rồi, lại là bốn tiếng Việt hết. Sao các tâm nó không phải? Đúng là tiếng Việt sang Bali, có bài 14. Có chương Bali 2 nha. Bài 2 chứ phải 1 nha. Bài 2 chứ phải 1 nha. Đúng rồi. Sorry mọi người. Con sửa sửa câu số 1. Tiên làm câu số B. Câu số B ra làm chưa Khánh? Dạ chưa ai.
nghiệm cô nha các Khánh. Cô bảo làm con mấy, cô bảo câu hai con. Đến phố thất hợp vào trong ô trống theo mẫu là sao? Có tự lăng lê làm rồi cô Bảo ơi. Còn câu số 3 thì có chị Tiên Mã, còn câu số 4, số 5 như chưa ai làm. Cô làm câu số 5. Giỏi, cái này làm sao? Bảo làm câu 4 đi. Đọc bài rồi mà con không hiểu. Bảo làm câu 4, cô Bảo. Câu 5 á. Dạ thôi vậy cô làm. Ngoại chỉ phân đi. Khoan để ngoại đọc bài xong rồi ngoại chỉ. Thank you.
con trống câu 4 hả Khánh? Nãy giờ bấm lên chưa? Còn câu 3 hay câu 4? Câu 3 như chị Tiên làm á. Nãy giờ bấm câu 4 đúng không? Bấm lên chưa? Dạ. Khoan khoan đi coi làm cái. Dạ thưa sư, các Phật tử đã sửa xong 5 câu rồi. Trời yên lắm, anh sẽ mày sửa ha. Giờ có số 1, Bồ Tát đã nhận được 8 bó cỏ hút sáng từ Bà La Môn Sophia đang đi đến. Khi đang đi đến cội cây Đại Thọ Bồ Đề, ở đây mình có Bồ Tát là chủ từ, đã nhận được 8 bó cỏ khô, đã nhận được thì động từ, đã nhận được 8 bó cỏ khô, Athamukiyo, đã nhận được gì đó thì đó là tục từ ha. 8 bó cỏ khô từ Bà La Môn
8 bó cỏ. Từ bà la môn, từ thì phải chia cách thứ năm mới được. Brahmanasma hoặc là Brahmanamaha. Khi đang đi đến hội cây đại thọ Bồ Đề, câu này mình có thể dịch lại, người ta để vậy nhưng mình có thể dịch lại cũng được. Thì là dịch lại là khi đang đi đến cội cây đại thọ Bồ Đề, Bồ Tát đã nhận được 8 bó cỏ phú sắc từ Bà La Môn Xuất Thí Giác. Nếu dịch lại, ví dụ cái câu, nếu mà câu Pali này thì khi dịch lại mình thấy dịch lại cách đó. Rồi câu số 2. Ủa, sư cho mới hỏi cái gác chăn chứ không phải gác chăn to hả sư? Đang đi đến. Gác to cũng được, nó cũng một cách mà. Ý là gác chăn cũng được hả sư? Để nói chủ cách cái khăn thì là cái khăn tô. Rồi câu số 2. Bồ Tát là bậc đại phước đã trải những bó cỏ phú sắc làm bảo tọ, và người quay mặt hướng về, và người quay mặt về hướng đông. Bồ Tát là chủ từ, là bậc đại phước thì dùng như là tính từ, nghĩa là Bồ Tát đâu? Bồ Tát Phu Thí Sát Tô này biết tách nó ra, chỉ Bồ Tát với bậc đại phước này biết tách nó ra để biết chứ nó là gì được. Quần nhau hòa hợp, quần nhau hòa thiếu chữ. Cái câu dưới nè, Thánh Sư vừa nói Bali vừa nói tiếng Việt, chữ phu nhá quanh tú này tách nó ra. Phu nhá quanh tú với phu với sắc tô này tách nó ra. Phu nhá hòa thiếu chữ là chữ nhá Khánh, thêm một cái nhá. Phu nhá thấy tự chữ phu nhá hòa quanh tú phu với sắc tô không? Cái đầu tiên á. Maha Punyawa chữ quanh tú á, tách nhà. À, thêm một anh nhà. Tách chữ đó ra, Maha Punyawa quanh tú ra. Không phải. Quanh tú á, ta chữ quanh tú tách rồi ghép lại. Nó biết ghép lại đi. Thì anh biết lại là để khi mình biết là Maha Punyawa quanh tú, tức là từ đó nó chia chia. Mình phải chia cho nó ở chủ cách số ít thì nó là Maha Punyawa. Bỏ cái chữ văn tú ra ra đi, anh tú ra ra đi, thêm chữ qua vô trường âm lên. Yeah. Ừ. Cái đó là mình sẽ dịch là Bồ Tát. Yeah. Bậc Punya, tôi mới biết rồi. Chữ đó mình sẽ... đại phước đã trải những bó cỏ phú sát làm bảo tọ, rồi ngồi quay mặt về hướng đông.
mà Bồ Tát đã trải những bó cỏ. Ở đây mình xài pasare tung cũng được, dịch như người ta dịch như vậy thì Bồ Tát đã trải những bó cỏ làm bảo tọ. Pasare tung là trải, nghe thiếu không biết không đủ. Pasare tung ở đây thấy là đã trải rồi, sau khi trải thì ngồi quay mặt về hướng đông, cho nên cái chữ trải ở đây mình phải sử dụng bất cứ phân từ thì mới được. Pasare tua, parase tua, cái chữ trải đó mình coi lại cái chữ trải mình chưa cái chữ trải nó cái pasare tua, xin nhớ pasare tua mà sao thấy viết hơi lạ lạ. Pasare tua, sửa chữ. Pasare tua, được rồi. Đừng viết rồi đó. Nó nhảy chữ rồi, không được, để viết lại. Rồi, pasare tua, làm bảo tỏ thì đã trải những bó cỏ. Những bó cỏ, viết chữ những bó cỏ vô. Satina Mutiyo. Chữ Mutiyo ở trên xuống đi. Mutiyo ngay câu ở trên á. Đó. Mutiyo đó. Atta Mutiyo đó. Vì chữ Mutiyo đó. Rồi để nó phía sau. Ratana Palanka. Rồi viết. Viết phía trước nói chữ Kat. Caritung, khi trước một cái vô đó Caritung, khi trước cái đó là phía sau rồi. Cái đó là làm bảo tỏ, tức là Ratana Palangkang Caritung, Caritung cũng được, Caritung cũng được, phải cả. Cá thì cho nó đúng theo cái bài học của mình. Cá ri tung, cá rô tí đó. Cá ri tung. Cá pa lăng căng là cá ri tung là làm bảo tỏ. Mutiyo pa sa ri toa là trải những bó cỏ để làm bảo tỏ. Mình dùng vậy miếng cá. Rồi ngồi thì đi xây đi. Ngồi. Purati ma isa này đi mục khang hay là mục khô đi. Muốn khô mà dư chữ ca. Cỏ thì cỏ cứu xá nữa rồi. Puratimadisa. Đâu có những bó cỏ thêm chữ cứu xá vô nữa. Pusatina. Ông biết. Ông bỏ chữ tí nắng luôn cũng được. Đi cú sát mút thi vô vậy là cũng được. Ta lăng căng chữ lăng, chữ n chấm trơn. Bao nhiêu quả không thể biết sai. Rá ta nã là dư chữ tờ rồi đó Khấm. Rá ta nã. Tới thấy mình đã đến khi mình làm như vậy mình thấy nó mới sai sót rất là nhiều, nên mình phải tập viết rồi thì nó mới nhớ được. Cái nợ chân chát rồi đó. Quá
luôn, lòng hân hoan như tên là tràn luôn. Internet control. Đó là all control n. Internet control n. Vậy con sử dụng cái bàn phím khác chưa? Chân chân trái rồi đó, Khánh copy đi. Dạ, con đang copy rồi. Sao có chữ cá đi tung gì lung tung như đó rồi. Nó bị nhảy chữ. Cá ta nó bò lằn. Bỏ bỏ cá đi tung, bỏ cá mình đi. Tung cá đi tung. Cứ chết chữ ba lăng căng rồi đó. Chết ta nói ba lăng căng rồi đó. Căng. Đi chung. Pratima đi xa khi khô. Có mặt hướng về phía đông và đảng ngồi xuống. Ở đây trên câu đó làm dịch là đảng ngồi xuống mặt hướng về phía đông. Nó là câu dịch tiếng Việt, nhưng mà cái câu Bali ở đây nó làm tức là quay mặt, có cái mặt hướng về phía đông xong rồi mới ngồi xuống. Cái trong tiếng Bali cũng vậy, vô trong câu dịch của mình thì biết vậy. Cho nên mấy chữ có chữ là Pratima đi xa phía mức khô. Yeah. Đi xa phí là một từ hả sư? Đi xa phí là một từ hả sư? Cái này nó ghép là từ Pratima. Đi xa là một từ. Apimukho là một từ. Apimukho nghĩa là gì thế sư? Là mặt hướng về. Dạ. Có mặt hướng về. Dùng hai nghĩa, vừa mặt mà vừa miệng luôn, chứ không khô. Đẹp không sư? Ê, chữ đi xa nó thường âm lên. Rồi câu số 3. Ngài tuyên bố nếu không đạt được quả vị vô thường chánh đẳng giác của các Đức Thế Tôn, Ngài sẽ không rời mỏ tọ Sopakasesi. Và Ngài tuyên bố sẽ chê là nếu không đạt được quả vị vô thường chánh đẳng chánh giác của các Đức Thế Tôn, Ngài sẽ không rời khỏi đạo tọ. Napa Punisati, nếu không đạt được à, nếu không đạt được Anuttara, Anuttara Sama Sambodhi Nyanam, đối cách à, không đạt được gì đó của các Đức Thế Tôn thì Phật Pháp Phật Ca Văn Tà Năng, Phật Ca Văn Tà Năng của các Đức Thế Tôn. Ngài sẽ không rời khỏi bảo tọ. Đó mình phải sử dụng cái dấu phẩy ở trên mới được. Của các Đức Thế Tôn nó anh phải cho nó một cái trong cái bản bài tập, câu bài tập. Trong bản bài tập kìa. Trong cái câu tiếng Việt, câu Bali kể nó Bali thì phải nói. Của các Đức Thế Tôn. Phải nói mình phải. Ngài sẽ không rời bảo tọ. Ngài sẽ không rời bảo tọ. Ngài sẽ không rời bảo tọ. Ngài sẽ không rời bảo tọ.
Naputthahi sati ti. Rồi được rồi. Là không rời khỏi bảo tọ, là không đứng lên khỏi cái nơi bảo tọ này. Imam imatma. Rồi. Nếu mà dùng nikhamati cũng được không thưa sư? Gì? Nikhamati rời khỏi á. Không, cái này thì dùng uttahati nó sẽ hay hơn. Tại cái nikhamati á là ví dụ như là mình đang đứng hoặc là mình đang ở đâu đó, mình rời khỏi đó thì nó là nikhamati. Còn chữ cái chữ uttahati là sử dụng cho trường hợp là mình đang ngồi cái chỗ nào đó mà mình muốn đứng lên khỏi cái chỗ đó. Thì trong trường hợp này là Bồ Tát này đang ngồi trên cái bảo tọa đó. Nên chữ rời khỏi ở đây mặc dù trong tiếng Việt mình dịch như vậy, mà trong tiếng Mali thì nó là phải là uttahati, là đứng lên khỏi cái đó. Yeah. Chứ không phải là cái nghĩa rời khỏi, tức là mình đang ở đâu đó mình đi khỏi chỗ đó, nó không phải vậy, nó không phải cái nghĩa đó. Mà mình đang ngồi và đứng dậy, cho nên mình mới sử dụng cái chữ quốc thái hợp tiết. Yeah. Câu số 4. Ma vương có đại thần lực là kéo đội binh hùng dũng của mình đến và nói với Đức Bồ Tát: này Thích-khắc-á, hãy rời khỏi bảo tọa. Đây ma vương là chủ từ, làm chữ maro. Có đại thần lực thì nó là tính từ Mahitima, biết nó là đó đi. Mahitima đã kéo đội binh hùng dũng của mình đến và nói rằng. Vậy thì cái chữ, cái động từ chính ở đây nó là cái động từ là mà nói rằng. Cho nên cái chữ kéo mình sử dụng bất cứ quá khứ từ. À, thì ở đây nó sử dụng là aharitoa. Kéo ai đến đó thì cái đó là túc từ. Thì ở đây cái túc từ nó được chia cách thứ hai, đó là kéo vị đội binh. Sena. Này Sena chứ không phải là Sera. Dạ, Senaro. Sở là dùm mất anh. Senaro. Chữ chữ ra đó thành chữ na đi. Trước cái chữ aharitoa nè. Senaro thành Senaro thành Senaro. Bỏ chưa rồi. Xem chế anh thấy vô Senaro. Rồi Sorayo thì được. Cái đó là hùng dũng ha. Đội binh hùng dũng của mình. Đây là Atano cách thứ 6 biết nó đó. Rồi đã nói. Đã nói là quá đi. Đã nói với ai đó thì cái đó là cụ từ Bodhisattva. Đã nói với Đức Bồ Tát. Rồi nói cái gì đó thì đó là cô hỏi này, hay là này Siddhartha, là cô Siddhartha, hãy rời khỏi bảo tọa Ratana Palanka. Sửa động từ đó lại. Uttahiti, lấy trên động từ Uttahiti. Nikhamati anh bỏ đi, ngồi lên nó giống cái từ trên không thì... nhưng mà bỏ trên, nhưng mà nó là dạng chỉ được là Buddha Buddha ý thôi, có bị từ Buddha ý được rồi. Yeah. Ý thôi, hôm nay gặp được copy Buddha ý. Này. Buddha ý tí. Anh lên anh coi coi, tại Buddha con thấy. Đưa ra câu 4, câu 4. Cái động từ đó làm phải là uttahiti. Uttah, uttah hả thưa sư?
Bút tha. Quan quan quan. Đúng rồi, tại nó là a hiếm mà. Là toan mà. Không, ý của nó út tha kìa, út tha. Tại sao giết ra? Một cái út tha, một cái út tha đó sẽ giết hai tầng rồi, mình không chính biết tầng nào là chính xác. Ừ. Nên là như sẽ giết út tha. Mà tại trong, hầu như là trong cái ngữ vựng không có cái từ. Út tha hà hí hả sao? Út tha hí này là dạng a hí của mệnh lành cách mà. Út thá nữa chứ, út thá hà hí chứ. Út thá hi tí. Út thá hà hí chứ. Út thá hi tí. Đâu nữa nè, coi coi. Tại cái động từ này á. Đúng rồi, cái đó là động từ. Hà tí. Hoặc là út thá hà tí. Thá ha tí thì giờ dịch phải là út thá ha, út thá, út thá ha tí. Đúng rồi, anh cắt rồi. Xuống dưới đi, kể xuống dưới câu số 4 đi. Sửa cho. Út thá hi tí, chữ y nè, em trường âm lên. Hi tí. Hi tí luôn hả sư? Ừ. Ý là A á. Chữ A nó đâu có. Đây là cái động từ này nó viết hai cách. Một là út thá nữa, sửa cái đó nữa. Cái đó là trường âm đúng rồi. Nó kêu sổ. Từ bắn kêu sổ. Cái động từ này nó cách. Một là nó là út thá tí. Hai là nó út thá tí. Tại cái dạng út thá tí á, thường người ta sử dụng nó ở quá khứ thì thường nó tại thêm cái quy định của thầy hoặc quá khứ á, ở dạng đó thì nó thường thêm nếu mà dạng e thì nó thêm chữ xác giống như là dc xí dc sung, nhưng mà dạng ngữ căn tha thì nó thường thêm chữ hát, cho nên ở trong quá khứ là mình thường thấy nó thêm chữ hát, nhưng mà ở dạng mệnh lệnh cách gì mình sử dụng thẳng nó là Út tha tí, xin lỗi. Trong cái bài văn mình sẽ viết Út tha hi tung hoặc là Út hi tung nhất tắc là cách lý. Vậy là coi như là có hai cách thừa sư, vậy là có hai cách là Út, một là cái là Út tha hi, Út tha hi, Út tha hi, cái là Út tha hà hi. Không phải. Út tha tí hoặc là út tha tha tí. Từ sư dứt hai từ gốc đi, sư dứt hai từ gốc của động từ nó là dễ. Sao nói cho nghe không chịu nghe mà nói lung tung vậy không biết. Tí một út tha tha tí có hai từ đó thôi. Là cái động từ này có hai cái cách viết, ta nói vậy là nghe là hiểu rồi. Một là út tha tí, hai là út thá há tí. Ở trong trường hợp trên nó làm sử dụng nó dạng là út thá há tí. Ở trong trường hợp này mình biết nó đoạn lại là út thá há tí thì út thá tí thì sử dụng nó dạng mà lên cách là út thá hí. Tại nó cũng ở ngôi thứ hai rồi nó cộng với ý tí thì đường âm nó lên thôi. À, câu số 5. Tuy nhiên Bồ Tát từ chối và đánh bại Ma Vương do nhà những ba la mật mà Ngài đã tạo. Sô tú. Chữ tú ở đây vậy là tuy nhiên. Chữ Bồ Tát ở đây mình nên sử dụng cái chữ Phu Thí Sát Tô cho nó rõ. Bỏ chữ sô đi. Bỏ chữ sô ở bên đầu câu này đi. Chữ tú chuyển qua phía sau luôn không chứ? Để nó vô phía sau để nhìn. Tại
nó rời rạc để phía trước chị người ta dễ nhìn nó lộ. Bodhisattva tuy nhiên Bồ Tát từ chối và đã đánh bại Ma Vương. Bồ Tát đã từ chối và đã đánh bại Ma Vương do nhờ những ba mật ngài đã tạo. Bồ Tát từ chối và đã đánh bại Ma Vương. Cái bài này cái văn phạm của nó là gì anh? Cá rí tô mà cô đánh cá rí giòn á, cá khánh. Thì để lát sửa sửa cho đám tới giờ sửa sửa rồi để sửa sửa đi chứ. Mình sửa là lúc mình đang làm, giờ sửa sửa rồi mình sẽ tới sửa sửa. Nè, tính từ đó thật quan phạm của bài này. Tính từ đó thôi sao? Tính từ phát ra vật văn túng văn túng á hả? Dạ. Tuy nhiên Bồ Tát từ chỗ và đã đánh bại Ma Vương do nhờ những ba la mật ngài đã tạo. Ở trong cái câu này nó có thể viết được hai trường hợp. Tại ở đây mình sử dụng là mudito, sử dụng nó là dạng quá khứ phân từ, hoặc là mình có thể sử dụng nó là muditoa, dùng nó dạng bất biến quá khứ phân từ, tức là hành động xảy ra theo thứ tự. Còn nếu mình dùng nudito, mình phải hiểu cái nghĩa đó là tức là hành động nó được cắt ngang rồi, rồi mới đề cập đến một cái hành động khác nữa. Câu này mình sử dụng nó dạng, nếu mà nó không phải cái bài học đó, thì mình nên sử dụng nó ở dạng mudita cho nó dễ nắm bài hơn. Chuyển thành mudita đi. Mudita, Bồ Tát từ chối và đã đánh bại Ma Vương. Và đã đánh bại Ma Vương. Ma rằng para chê xí. Cái này para, cái này là trường âm đó. Đúng không? À, cái ma răng nó cũng phải trường âm lên nữa. Para trường âm lên. Para chê xí. Para chê xí. Do nhà para mi vô ban mật mà ngài đã tạo. Ở đây anh cái chữ Paramiyo ở đây nó là nữ tính số nhiều, cho nên ở đây nó không phải chỉ ở dạng nữ tính số nhiều, thì nó phải là Paritayo. Ở đây nó có từ chữ ngài, cho nên mình theo cái chữ T mà ở đây chữ cá vô đó thêm chữ tên á. Chú có thắng chứa chữ thưa sư, nhìn lại sửa núi đi toa luôn hả thưa sư? Ừ. Dạ. Rồi, đó là phần 5 câu bài tập sang tiếng Việt. Ủa thưa sư cho con hỏi cái chỗ parami lúc đó mình không phải xài cách thứ do, mình không phải xài cách thứ ba hả? Mình để là vậy đó, là cái đó là cách thứ hai hả sư? Cái chữ do là chữ ni sai giá dịch là do. À. Rồi cái chỗ mà parami vô đó là cách hai hả sư?
trước cái niết tay giá thì nó là cách thứ hai. Ừ. Giống như là trước khám há phát thinh nó dùng cách thứ ba vậy đó. Thanh Thanh đưa lên trên chụp hình lại. Rồi tiếp đi anh. Rồi. Rồi. Cảm ơn. Rồi chưa? Mình đang tạo để kỳ tâm hầu cá sữa giữa sữa mấy phần cơ bản. Ủa sư sư, cái câu năm hồi nãy nó có chữ đã tạo là Puri tăng, con thấy có từ vựng mà không có xài hả sư? Chữ gì? Đã tạo á, ba la mật mà ngày đã tạo, chữ đã tạo thấy là Puri tăng đấy mà. Xài chữ karoti cũng được. Chữ nào cũng được mà, đã là đã tạo đã làm đó, cũng được. Làm đó. Rồi xong chưa? Hai bài nữa là kết hết chuyện hai. Rồi em học bài ha. Bài mới bài 15 còn 3 buổi nữa là xong, 3 buổi xong ra 4 buổi quá. Thưa sư, học hết cái này học lại cuốn 2 hả thưa sư? Cuốn 1 với cuốn 3. Cuốn 2 khó lắm, cuốn 2 bằng cái bài. Thì đó phải học lại cuốn 1 nữa chứ học lần cuốn 2, cuốn 3 khó không cho học nổi. Có một cuốn dễ, một cuốn khó, hỗ trợ nhau qua lại. Chứ bây giờ mà học hai cuốn khó hết, học rất là khó. Bài 15 đó, phần ngày giác ngộ. Phần này sau phần đoạn lịch sử thì có phần văn phàm, đó là động từ thể sai bảo với lại cảm thắng từ. Đây là phần đoạn lịch sử. Chúng có đoạn lịch sử. Sau khi khiến binh ma hoảng sợ và bỏ chạy, trong khi tâm được định tĩnh, Bồ Tát hướng tâm đến túc mạng minh. Lúc bây giờ Ngài đã biết được gì về sống quá khứ. Đây là môn thứ nhất mà Bồ Tát đã đạt được vào canh đầu. Sau khi chứng được túc mạng minh, Bồ Tát hướng tâm đến sanh tử minh. Với thiên nhãn thuần tịnh, Ngài quán thấy được những chúng sanh khi chết và khi tái sanh tùy theo hạnh nghiệp của mình. Đây là minh thứ hai mà Bồ Tát đã đạt được vào canh giữa. Và canh cuối của đêm, Bồ Tát hướng tâm đến lầu thận minh. Ngài đã hiểu biết được như thật đây là khổ đế, đây là tướng đế, đây là những lậu hoặc, đây là nguyên nhân.
của lậu hoặc, đây là sự diệt trừ các lậu hoặc, đây là con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc. Nhờ sự hiểu biết như vậy, tâm của Bồ Tát đã giải thoát khỏi các lậu hoặc. Đây là minh thứ ba mà Bồ Tát đã chứng được. Lần hai như vậy, Bồ Tát Siddhartha đã chứng ngộ được quả vị còn giác vào đêm trăng tròn tháng vi sắc. Thì đó là phần ngữ vựng, phần đạo sự. Thì chúng ta đọc phần ngữ vựng tí ha. Phaya pê tí khiến hoảng sợ. Phaya pê tí. Phalaya pê tí. Phalaya pê tí làm cho bỏ chạy. Chí tê sa ma hi tê. Trong khi tâm được định tĩnh. Abhinanna ma pê tí khiến hướng đến. Abhinanna ma pê tí cứ khiến hướng đến. Marasena bình ma Pathama ya ma căn đầu. Vesakha punnami Ratti đêm trăng tròn tháng Vesak. Papunati đạt được. Anusarati nhớ lại. Athigata đã chứng được. Vijja là mình. Bốc về đi qua xa nút sơ tí nhà nát lúc mạng mình mai chi ma già mát canh giữa chú tu qua bà tại nhà nát sinh tử mình đi bây chắc cú thi nhãn mai chi ma già mát canh cuối áp hình nhà xí đã biết được Ariya Sacca là thượng đế vi muối cho thí là thoát khỏi Savakkhaya nhà ná lầu tận minh Abhisampujjati giác ngộ Sammasambuddhi quả vị toàn giác. Rồi bây giờ mời lớp giơ tay lên để mình đọc bài tí đi. Các khán mời lớp đọc bài đi. Dạ, xin mời cô Diệu Bảo. Dạ, bạch sư con xin đọc ngữ vựng. Pha gia bê tí khiến sợ hoảng sợ. Bá la gia bê tí làm cho bỏ chạy. Chít tê xá ma hi tê khi tâm được định tĩnh. Á phí ninh ná ma bê tí khiến hướng đến. Ma rá xê na binh ma. Bá phá má gia má canh đầu. Quê xa khá buồn ná mi rát tí đêm trăng tròn tháng vê sắc. Ba buồn na tí đạt được. Á nút xá rá tí nhớ lại. Á thí gá tá đã chứng được. Quýt cha minh. Búp bê ní. Qua xa nút sát. Tí. Nhà ná. Túc mạng minh. Mắt chí má da má. Canh giữa. Chá tú. Bá phà. Tá nhà ná. Thiên nhãn minh. Biết bá chắc khú. Thiên nhãn. Bát chí má da má. Canh cuối. Abhinnya si đã biết được. Ariya Sacca thánh đế quý muối chá tí thoát khỏi. Asawa lậu hoặc. Asawakkha giá nhà ná lậu tận minh. Abhisampujjati giác ngộ.
Sám ma sam bô thí, quả vị toàn giác. Con xin đọc xong rồi ạ. Dạ, sám ma Phật tử Kim Cúc ạ. Cô Cúc chưa mở mic. Vâng, xin lỗi, con xin đọc lại. Pha gia bê tí khiến hoảng sợ, bá la gia bê tí làm cho bỏ chạy, chít tê xá ma hít tê. Khi tâm được định tĩnh, á phí nin ná ma bê tí khiến hướng đến, Marasena binh ma, bá thá má gia má canh đầu, quê sa khá quân ná mi rắc thí tí, đêm trăng tròn tháng quê sắc, ba bú na tí đạt được, á số xá ra tí nhớ lại, á phí gá tá đã chứng được, vít cha minh, búp bê ní qua sa nút xá tí nha ná, túc mạng minh, mắt chi má da má canh giữa, chú tu bá ba tá nha ná thiên nhãn minh, điếp bắt chắc hú thiên nhãn, bắt chi má da má canh cuối, ấp phá ấp phá ấp phăng nhà xí đã biết được, Ariya sắc chá thánh đế quý mút chá tí thoát khỏi, a sa quá lậu hoặc, a xe quắc khá giá nha ná lậu tận minh, á phí sam quốc chá tí giác ngộ, sama sam vô thí quả vị toàn giác. Thưa sư, xin hết rồi. Dạ, xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo. Dạ, thưa sư, con xin đọc bài ạ. Pha gia tê tí khiến thằng sợ, bà la gia tê tí làm cho bò chạy, chích tê sâm ma hí tê trong khi tâm được định tĩnh, a phí ni ná ma tê tí khiến hướng đến, ma ra phi na binh ma, bà thả má ra má canh đầu, quê sa má sa xá phun ná mi các tí bên trăng tròn tháng quê sắc, bà phú na tí đạt được, a nước xa ra tí nhớ lại, a thi ra tá đã chứng được, vích cha minh, búp bê búp bên mỹ qua xa nước xá tí nha ná tức bạn minh, mách trí má ra má canh giữa, chú tu bá ba tá nha ná xin tự minh, điếp bá chắc khú thiên nhãn, bác chi má ra má canh cuối, ác thanh nha tí đã biết được, a di giá sắc cá thanh đế quý múc cha tí thoát khỏi, a phá quắc khá danh a phá quắc khá giá nha ná lậu tận linh, a phí xâm túc cha tí giác ngộ, tham ma tham vô thí quả vị tàn giác. Dạ, thưa sư, con đã đọc xong. Xin mời Phật tử Lâm Thị Nương. Dạ, bạch sư, con xin đọc ngữ vựng. Pha giá pê tí là khiến hoảng sợ, phá la pê tí là làm cho bỏ chạy, chí tê sa ma hi tê khi tâm được định tĩnh, áp phí ninh na ma pê tí là khiến hướng đến, mara sena là binh ma, Pathama Yama là canh đầu, quê sắc khá Bunyami Ratti là đêm trăng tròn tháng quê sắc, Papunati
là đạt được, Anusarati là nhớ lại, Athigata là đã chứng được, Vicha là minh, Puppe Niwasa Nusati Ti Nhana là túc mạng minh, Machima Yama là canh giữa, Chutupa Pata Nhana là thiên nhãn minh, Dupha Chakku là thiên nhãn, Pachima Yama là canh cuối, Afan Nhasi là đã biết được, Ariya Sakcha là thánh đế, Vimukchati là thoát khỏi, Asawa là lậu hoặc, Asa Wakha Ya Nhana là lậu tận minh, Afi Sambuchati là giác ngộ, Samma Sambuthi là quả vị toàn giác. Dạ bạch sư, con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Thiên Mã. Dạ thưa sư, xin đọc ngữ vựng. Phayabeti khiến hỗn sợ, Belayabeti làm cho bỏ chạy, Chitte Samahite trong khi tâm được định tĩnh, Afinina mà bề tí khiến hướng đến, Marasena bình mê, Bathamaya má canh đầu, Vesa Khama sa punya mi rác tí đêm trăng tròn tháng về sắc, Babuna tí đạt được, Anusara tí nhớ lại, Athigata đã chứng được, Vichya mình, Upeni Vasa Nusa Tí Nè Nhà Ná túc mạng mình, Matri Má Dè Má canh giữa, Chú Tù Bá Bà Tình, Chú Tù Bá Bà Tá Nhà Ná sinh tử mình, Dipa Chắc Khú Thiền Nhãn, Bất chí má dè má canh cuối, Áp phanh nhà sĩ đã biết được, Ariya sắc chế thánh đế, Quý mút chế tí thoát khỏi, A sơ vất khá dè, Vất khá dè nhà ná lậu tận mình, A phí sám bút chế tí giác ngộ, Sám mà sám bô bù thí quả vị toàn giác. Dạ thầy sư, xin hết. Xin mời Phật tử An. Dạ con kính đảnh lễ sư và con xin đọc từ vựng. Bà già phê tí là khiến hoảng sợ, phá là già phê tí làm cho bỏ chạy, chích tề sa mà hí tề trong khi tâm được định tĩnh, á bí nhìn ná mà phê tí khiến hướng đến, Ma ra se na in ma pa tha ma ya ma canh đầu, Ve sa ka ma sa pun na mi ra ti đêm trăng tròn tháng ve sắc, Pa nu na ti đạt được, Anasarati nhớ lại, Agigata đã đạt được, Vicha là minh, Phúc về ni và sa nút sát thi nhà nát túc mạng minh, mắt chi mát già mát canh giữa, chú tù phát phà ta nhà nát sinh tử minh, điếp ba chắc khu thiên nhãn, phát chi mát già mát canh cuối, áp bành nhà sĩ đã đạt được, Ariya Sakya thánh đế, Vimuchati tránh khỏi, Asavakha dành Asavakha
Khaya nhà ná lậu thần minh Abhisam bút chá tí giác ngộ Sama sam bút thí quả dị toàn giác. Dạ con xin cảm ơn, con xin hết. Xin mời Phật tử Lan Lê. Dạ thưa sư, con xin đọc từ vựng Paya pe tí khiến hoảng sợ, Palaya pe tí làm cho bỏ chạy, Chite samahite trong khi tâm được định tĩnh, Apinimama pe tí khiến hướng đến, Marasena binma Pathamaya má canh đầu, Vesakama sabunami rati đêm trăng tròn tháng Vesak, Ba punati đạt được, Anusarati nhớ lại, Athigata đã chứng được, Vichcha minh, Bupe niwa sanusati nhana túc mạng minh, Machima già má canh giữa, Chatu Papa ta nhà ná sinh tử minh, Dipa chắc khú thiên nhãn, Bachima già má canh cuối, Appanasi đã biết được, Ariyasacca thánh đế, Vimuchati thoát khỏi, Asavakkhaya nhà ná lậu tận minh, Abhisambuddhati giác ngộ, Sammasambodhi quả vị toàn giác. Dạ thưa sư, con xin hết. Dạ có còn Phật tử nào muốn đọc không ạ? Dạ thưa sư, con xin đọc. Phaya pe tí khiến hoảng sợ, Palaya pe tí làm cho bỏ chạy, Chitte samahite trong khi tâm được định tĩnh, Afinina ma pe tí khiến hướng đến, Marasena bình ma, Pathama ya ma canh đầu, Vesakha ma sapuna mi rati đêm trăng tròn tháng Vesak, Papuna tí đạt được, Anusara tí nhớ lại, Athigata đã chứng được, Vichcha mình, Pepeniwasa Nusa tí nhà ná túc mạng minh, Machima già má canh giữa, Chú tu Papa ta nhà ná sinh tử mình, Dipa chắc hú thi nhãn, Machima già má canh cuối, Phần nhà sĩ đã biết được, Ariyasacca thánh đế, Quý mục cha tí thoát khỏi, Asawakkhaya giá nhà ná lậu tận minh, Abhisambuddhi cha tí giác ngộ, Sammasambodhi quả vị tạng giác. Thưa sư, Phật tử đã đọc hết rồi. Dạ thưa sư, Phật tử đọc hết rồi. Thưa sư chưa mở mic. Rồi chúng ta xem phần bài học đầu tiên, đó là phần động từ thể sai bảo. Động từ thể sai bảo trong tiếng Bali được hình thành từ thành phần cơ bản của năng động thể và ngữ căn của động từ ghép với bốn tiếp vị ngữ là ne, na giá, na pe, na pa giá, na pa giá. Trong bài này chúng ta chỉ học cách thức hình thành động từ thể sai bảo với thành phần cơ bản của động từ của năng động thể. Năng động thể ghép với tiếp vị ngữ là p, tức là
động từ thể sai bảo á, nó được hình thành từ động từ cơ bản thêm với bốn tiếng truyền ngữ, đó là nê na giá na pê hoặc là na bá giá. Nhưng mà trong bài học này thì mình chỉ một cái cách hình thành, đó là động từ cơ bản ghép với na pê thôi. Ở quyển 3 thì mình sẽ học chi tiết hơn về động từ thể sai bảo này, làm thêm cái phần hình thành với ngữ căn, rồi thêm các động từ dạng nghe nó giác na pê. Và về cách ghép này thì nó có tiếp viên ngữ na pê thì ghép với thành phần cơ bản của năng động thể thì âm cuối của động từ và phụ âm na của tiếp viên ngữ này đều bị xóa bỏ. Ví dụ như là động từ hai giá tí là sợ, hai giá tí là sợ, chữ tí là thầy, mình bỏ nó đi thì nó còn lại là hai giá. Còn với na pê thì chữ giá này nó cũng, chữ á này nó cũng bị xóa bỏ, chữ ná này nó cũng bị xóa bỏ, thì nó còn lại đó là phái gia pê cộng với thầy tìm được là phái gia pê tí, làm cho sợ, kiến sợ. Hoặc là động từ caro tí, để ở đây caro cộng với na p thì ô cũng bỏ, ná này cũng bỏ, thì nó còn lại là cara p cộng với thì, đó là cara p tí, tài làm, bảo làm, kiên làm. Cha na cộng với na p thì ở đây cha na tí, chữ tí thì thầy bỏ nó đi thì ở đây còn lại cha na, thì chữ na này cũng bị xóa bỏ. Cộng với na p thì chữ ná này cũng bị xóa bỏ, thì còn lại đó là cha na p cộng với tí của thầy, đó là cha na pê tí, làm cho biết, kiên biết. Hoặc là dc cộng với na pê thì chữ e này cũng bị bỏ, chữ ná này cũng bị bỏ, thì nó còn lại đó là d sa pê cộng với tí, là d sa pê tí, là bảo thuyết, bảo giảng, cho giảng. Thì ở đây mình thấy là cả bốn dạng động từ giao bằng á, bằng ô, bằng a hoặc là bằng e của động từ năng động thể, rồi động dạng động từ thông thường mình học từ trước tới nay đó, thì khi mà nó ghép với na p thì cái âm cuối của nó bị xóa, á, ô, a, e bị xóa, rồi chữ ná của na p cũng bị xóa, rồi mình ghép lại thôi chứ không có gì cả. Về cách sử dụng, cách sử dụng thì động từ thể sai bảo là động từ diễn đạt ý nghĩa một động tác mà chữ chủ từ không trực tiếp làm nhưng lại tác động đến nhân vật khác làm. Tức là ở cái động từ thể sai bảo á, cái câu dạng thể sai bảo á, cái chủ từ là không có làm nhưng mà sai một người nào đó để làm cái hành động đó. Dạ. Ví dụ ở đây mình có cái câu là thích khu tâm nê rê hí sa lăng so tha pê sinh suốt. Các vị tỳ khu bảo những vị sa di lao phật. Dạ. Tức là chủ từ là các vị tỳ khu, nhưng mà người làm thì không phải là các vị tỳ khu làm, mà người làm ở đây đó là các vị sa di làm. Thì các chị vị sa di ở trong trường hợp người làm ở trong cái câu thể sai bảo á, nó có thể chia ở hai cách, hoặc là cách thứ ba hay là cách thứ hai cũng được. Có thể cách thứ hai hoặc là cách thứ ba, còn số ít số nhiều thì tùy theo tùy theo câu của mình nói, hoặc là câu thứ để đây mình có động từ đó là to tha pê tí, là bảo, bảo lao phòng, tay cho lao phòng. Câu thứ hai đó là thiết thấp tháp phù thí sát tô ma ra xê năng pha ya phê toa pha la phê xí pha la phê xí. Bồ Tát thiết thấp tháp đã kiến
binh ma hoảng sợ và bỏ chạy. Nãy mình ở đây mình có động từ phát la phê thì nãy mình biết sai thì phải phát la phát la phê tí. Là già về tí cái động từ nó hai chữ tí sao để coi lại ha. Và là về xí Bồ Tát Siddhartha đã khiến binh ma hoảng sợ và bỏ chạy. Thì ở đây mình thấy là Bồ Tát là chủ từ, nhưng mà Bồ Tát không có làm hành động này, mà người làm ở đây là gì? Người sợ ở đây là ai? Người sợ ở đây đó là ma vương. Binh ma sợ là binh ma bỏ chạy à, chứ Bồ Tát không có sợ, không có bỏ chạy. Thì cái động từ ở thể sai bảo này nó có thể sử dụng ở dạng bất biến quá khứ phân từ, ở dạng quá khứ phân từ, ở dạng hiện tại phân từ được hết à, chỉ cần mình thêm các tiếp vị ngữ đó vào thôi à. Một số động từ thể sai bảo còn được dùng trong nghĩa năng động thể, tức là nó không dùng giống như cái câu thông thường, dù đó là động từ năng động thể. Ví dụ như là Anathapiniko Namang Sethi Thikuhi Puchanang Punja Pesi, trưởng lão các cô độc đại ăn các tiền các vị tỳ khưu. Dạ. Thì ở đây mặc dù nói là nó sử dụng theo cái nghĩa năng động thể thông thường, tức là đại ăn. Dạ. Nhưng mà vì cấu trúc câu của nó đó, nó vẫn là gì? Động từ không phải là người làm. Không phải người chủ từ không phải trực tiếp là người thực hiện cái hành động đó, mà người thực hiện ở đây vẫn là gì? Vẫn là người khác, tức là một danh từ đứng ở cách thứ ba à, mặc dù nó dịch theo giống như là câu năng động thể bình thường. Thứ hai đó là Anando Namathero Atano Sakti Vihare Sutta Sutanta Pitakang Uganha Pesi, trưởng lão Ananda đã dạy các đệ tử của mình học kinh tạng à, trưởng giả An Thanh Đa để dạy các đệ tử của mình học kinh tạng. Thì ở đây thì là ở đây cách thứ ở đây người ta sử dụng cách thứ hai câu này, tức là người học ở đây đó. À, người học ở đây đó là đúng ra là gì? Đúng là câu này đó, tôn giả Ananda, trưởng lão Ananda bảo các đệ tử học kinh tạng, nhưng mà người ta dịch theo cái nghĩa năng động thể đó là trưởng lão Ananda dạy đệ tử của mình học kinh tạng. Dạ. Thì chữ học ở đây đó, Uganha Pesi. Dạ. Chứ học ở trong trường hợp này đó là cũng là các vị đệ tử à, các vị đệ tử học à, thì à, đó là cách sử dụng của động từ ở thể sai bảo. Mình có thể nhớ hai cách cũng được rồi, cơ bản thứ nhất đó là làm gì, thứ nhất là dùng ở dạng thể sai bảo với cái dịch theo cái ý nghĩa đó là sai làm, bảo làm, khiến làm gì đó. Mà nếu mà dùng ở dạng dịch theo cái nghĩa năng động thể thì cấu trúc câu thì nó vẫn là đủ bốn yếu tố, nhưng mà nó dịch không theo thông thường giống như là năng động thể. Đây là một số động từ ở dạng thể sai bảo
đó là Uganha Pê Tí, Khada Pê Tí, Đê Sa Pê Tí, Nức Tha Pê Tí, Phái Chà Pê Tí, Phá La Pê Tí, Phái Gia Pê Tí, Phùng Chà Pê Tí, Sô Tha Pê Tí, Phái Gia Pê Tí. Dạ. Ở đây ta phải sửa cái chữ này luôn rồi. Phá La Pê Tí. Nhưng mà lớp giơ tay lên để mình đọc một tí cái phần các động từ ở thể sai bảng này để cho mình quen quen đi ha. Ồ. Đọc đi đọc rồi chúng ta nghỉ rồi phần sau nhớ thì sao cần phần tháng từ này lớp nhắc để học như để không quên phải lớp đọc bài đi rồi. Dạ, xin mời cô Tu Nữ Diệu Bảo. Dạ bạch sư, con xin đọc một số động từ thể sai bảo. Út găng ha bê tí là dạy. Khá đa bê tí, bảo ăn. Đê sa bê tí, bảo giảng. Nít tha bê tí, làm hoàn tất. Bát cha bê tí, bảo nấu. Bá la bê tí, làm cho bỏ chạy. Pha gia bê tí, khiến hoảng sợ. Bôn cha bê tí, đãi ăn. Sô tha bê tí, bảo lao. Xá gia bê tí, dỗ ngủ. Dạ con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Kim Cúc. Dạ thưa sư, con xin đọc một số động từ thể sai bảo. Út gan ha bê tí, dạy. Khá đa bê tí, bảo ăn. Đê sa bê tí, bảo giảng. Nít tha bê tí, làm hoàn tất. Bá cha bê tí, bảo nấu. Bá la bê tí, làm cho bỏ chạy. Pha gia bê tí, khiến hoảng sợ. Un cha bê tí, đãi ăn. Sô tha bê tí, bảo lao. Xá gia bê tí, dỗ ngủ. Sư sư xin đọc xong ạ. Xin mời Phật tử Lập Thị Nương. Dạ bạch sư, con xin đọc một số động từ thể sai bảo. Út găng ha pê tí là dạy. Khá gia pê tí là bảo ăn. Đê sa pê tí là bảo giảng. Nít tha pê tí là làm hoàn tất. Bát cha pê tí là bảo nấu. Phá la pê tí là làm cho bỏ chạy. Phá gia pê tí là khiến hoảng sợ. Un cha pê xí là đãi ăn. Tô tha pê tí là bảo lao. Xá gia pê tí là dỗ ngủ. Là bà sư con xin hết ạ. Mà Phật tử An. Dạ thưa sư, con xin đọc một số động từ để sai bảo. Canh ha pê tí dạy. Khá đa pê tí bảo ăn. Đê sa pê tí bảo dạy. A pê tí làm bờ tất. A cha pê tí nấu. A la pê tí làm cho bỏ chạy. Ba gia pê tí yếu quản sở. Ta pê tí đại ăn. Tất tha pê tí bảo lao. Ta gia pê tí thủ ngủ. Dạ thưa sư, con cảm ơn. Xin mời Phật tử Lan Lê. Thưa sư, con xin đọc một số động từ thể sai bảo. Út găng ha pê tí dạy. Khá đa pê tí bảo ăn. Đê sa pê tí bảo giảng. Nít tha pê tí làm hoàn tất. Khá cha pê tí bảo nấu. Khá la pê tí làm cho bỏ chạy. Khá gia pê tí biết hoảng sợ. Quân cha pê tí đãi ăn. Tất tha phê tí bảo lao. Ta già phê tí dỗ ngủ. Là tôi sẽ đi xin hát. Chúc mời Phật tử Tiên Nã. Dạ thưa sư, xin đọc một số động từ thể sơ bảo. Út gân ha bê tí dạy. Khá đa bê tí bảo ăn. Đê xe bê tí bảo giảng.
Mithe bê tí hòa làm hoàn tất. Bê chè bê tí bảo nấu. Bê lê bê tí làm cho bỏ chạy. Phê dê bê tí khiến hoảng sợ. Phun chè bê tí đãi ăn. Sô thê bê tí bảo lâu. Tế dê bê tí dỗ ngủ. Dạ thưa sư xin hết. Dạ thưa sư xin đọc một số động từ thể sa bảo. Úc gan ha bê tí dạy. Tha đa bê tí bảo ăn. Đê sa bê tí bảo giảng. Nít tha bê tí làm hoàn tất. Bá cha bê tí bảo nấu. Bá la bê tí làm cho bỏ chạy. Pha gia bê tí khiến hoảng sợ. Phung cha bê tí đãi ăn. Sô tha bê tí bảo lau. Sa gia bê tí dỗ ngủ. Dạ thưa sư, Phật tử đọc hết rồi. Mà lớp nghỉ đi thì sao chúng ta học đi? Chúng học đã kết thúc. Chúng con kính tri ân sư đã dành thời gian giảng dạy Bali cho chúng con. Dạ kính mời cô tu nữ Diệu Bảo thay mặt lớp học tụng kinh hồi hướng phước báo có được đến chư thiên. Dạ xin mời cô. Nam mô Bố Thầy Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sân Kha Dạ. Con xin thay mặt học viên xin đọc kinh lễ hồi hướng đến chư thiên ạ. À. Akasata chakumata devanaga mahitika bunyang no anumodan tu chirang rakantu sasanang Akasata chakumata devanaga mahitika bunyang no anumodan tu chirang rakantu no garu Akasata chakumata devanaga mahitika Bồn nhàng nô anu mô đàn tu chỉ rằng ra khàn tu nhà ta yô a ca sa tha chắc phùm ma ta đề qua na ga ma hít tí ca. Bồn nhàng nô anu mô đàn tu chỉ rằng ra khàn tu ba ni nô a ca sa tha chắc phùm ma ta đề qua na ga ma hít tí ca. Bồn nhàng nô anu mô đàn tu chỉ rằng ra khàn tu u nô sa đa. Y đăng vật nô bồn nhàng a sa vắc ca ya hoàng hô tu a na ga tê ca lê. Sa thụ, sa thụ, sa thụ. Sa thụ. Kính mời biết học viên trở lại lớp Bali vào ngày thứ năm hàng tuần vào lúc 19:30 đến 21:00. Chúc sư và lớp có nhiều sức khỏe, tiến hóa trong đạo Pháp. Dạ. Điều hồi thứ năm. Lớp Bali Pháp tuần này mình học tạm học với chủ nhật một buổi nha. Tại thứ bảy yeah. Sư đi học nguyên ngày dạ con kính tri ân sư buổi học hôm nay ạ. Xin mời con kính tri ân sư ạ. Rồi.